Chào bạn, vậy là đã gần nửa năm trôi qua kể từ khi sự kiện di động lớn nhất hành tinh MWC 2017 chính thức trôi qua, cũng như ghi nhận hầu hết các hãng di động lớn nhất thị trường, nhất là Android, tung ra những quân áp chiến lược để phục vụ thị trường nửa đầu năm nay. Về cơ bản, các mẫu điện thoại được đóng mác cao cấp này hầu hết đều được đề xuất mức giá tại một số thị trường có thể đội lên mức giá 800 đô. Tuy nhiên, sau nửa năm trôi qua thì mức giá hiện tại của rất nhiều thiết bị nó đã tụt như tụt quần. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng mình điểm lại những mẫu smartphone cao cấp có mức giá tụt như tụt quần này nhé. Vâng, hôm nay tại Mac Mobile, các bạn sinh viên sẽ chứng kiến một chương trình khuyến mại hoàn toàn mới. Chỉ cần mang thẻ sinh viên hoặc giấy báo trúng tuyển đại học đến Mac Mobile mua hàng, các bạn sẽ được giảm trực tiếp vào hóa đơn mua hàng. Cụ thể, mua Xiaomi giảm ngay 100.000 đồng, mua iPhone giảm ngay 200.000 đồng. Chương trình kéo dài đến hết ngày 15 tháng 9. Đứng đầu trong danh sách này đó chính là chiếc LG G6. Với các bạn, chiếc G6 này vẫn là mẫu flagship cao cấp nhất đến từ LG ở thời điểm hiện tại. Thiết bị thực sự rất mạnh mẽ với màn hình Quad HD Full Vision tỷ lệ 18:9 trong một thiết kế được đánh giá cao nhất kể từ mẫu LG G2 ra đời cách đây 4 năm. Vào thời điểm ra mắt, LG G6 được định giá ở mức giá 730 đô, tức là 16,5 triệu đồng. Tuy nhiên, G6 đã thất bại khi người đồng hương của họ là Samsung tung ra chiếc Galaxy S8 mạnh mẽ hơn, kiểu dáng gợi cảm hơn nữa. Do đó, chỉ trong vài tháng thì LG G6 đã tụt giá không phanh. Cho đến thời điểm tại thì nhiều nơi trên thế giới, LG G6 chỉ còn được chào bán ở mức giá 478 đô, tức là hơn 11 triệu đồng, đồng nghĩa với việc đã giảm tới 5 triệu đồng, gần 1/3 giá trị của máy sau nửa năm thôi. Đứng vị trí thứ hai đó chính là chiếc Huawei P10 và P10 Plus. Người kế nhiệm cho mẫu P9 nổi tiếng đi trước của hãng công nghệ Trung Quốc Huawei cũng không tránh khỏi đà giảm giá do chưa đáp ứng được nhiều kỳ vọng của đến từ thị trường, mà hầu hết đó chính là mức giá cao hơn so với người tiền nhiệm một cách vô lý, cụ thể lên tới 710 đô la Mỹ, tức là khoảng 600 euro, tức là hơn 11 triệu đồng. Cho đến thời điểm tại thì P10 đang được bán tại một số nơi có mức giá chỉ là 520 đô la Mỹ, tức là chưa đến 12 triệu đồng, giảm hơn 4 triệu đồng, tức là giảm 1/4 giá máy so với thời điểm ra mắt cách đây khoảng độ 5 tháng. Bên cạnh chiếc P10 tiêu chuẩn thì P10 Plus cũng ghi nhận sức giảm giá còn cao hơn chỉ sau vài tháng bán chính thức, thậm chí mức giá của nó còn kinh khủng hơn so với người đàn em của nó. Huawei P10 Plus được bán ra đầu tiên là 888 đô la Mỹ, tức là khoảng 20 triệu đồng, ngang ngửa so với chiếc S8 Plus. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại thì mức giá của em nó chỉ là 650 đô la Mỹ, tức là khoảng 14,5 triệu đồng, giảm đến 6 triệu đồng, tức là 1/3 giảm máy so với thời điểm ra mắt. Đứng vị trí thứ ba đó chính là chiếc Sony Xperia XZS. Đây là một chiếc điện thoại cao cấp đầu tiên mang nhiều cải tiến về phần camera nhất kể từ đầu năm nay của công ty Nhật Bản. Khác với chiếc Xperia XZ Premium vốn có giá lên tới 800 đô la Mỹ thì XZS có mức giá rẻ hơn, đó chính là 700 đô la Mỹ tại thời điểm ra mắt. Nhưng cho đến hiện tại thì mức giá của em nó chỉ khoảng 535 đô la Mỹ, tức là khoảng 12 triệu đồng, giảm 3,5 triệu đồng so với giá gốc. Đây sẽ là một lựa chọn không hề tồi với những bạn thích trải nghiệm sức mạnh đến từ cụm camera Motion Eye cùng với thiết kế đặc trưng riêng của Sony. Đứng vị trí thứ tư đó chính là chiếc BlackBerry Q1. Đây xứng đáng là chiếc điện thoại chạy V-Series Snapdragon 625 đắt nhất thế giới, đắt hơn cả Bphone luôn. Với mức giá đề xuất lên đến 700 đô la Mỹ, tức là cao ngang ngửa với rất nhiều mẫu flagship kể trên như là LG G6 hay là Xperia XZS. Nghĩa là chiếc điện thoại được gia công bởi người Trung Quốc này không hề tồn tại thế mạnh về phần cứng so với những đối thủ khác. Tuy nhiên, lợi thế của chiếc Q1 này lại nằm ở cái thiết kế rất khác biệt khi kết hợp màn hình cảm ứng cùng với bàn phím QWERTY rất là tuyệt vời trong cùng một thiết kế kim loại đồng nhất. Bên cạnh đó, camera của thiết bị cũng được đánh giá cao nhờ được trang bị thông số kỹ thuật tương tự như chiếc Pixel đến từ Google. Tuy nhiên, cũng chung với số phận của những thiết bị ở trên thì hiện tại giá bán của sản phẩm này chỉ còn là 530 đô la Mỹ tại một số nơi, tức là khoảng 12 triệu đồng, giảm 3 triệu đồng so với thời điểm ra mắt. Tuy nhiên, tại Việt Nam, thiết bị này vẫn được đang niêm yết ở cái mức giá 15 triệu đồng, tức là chỉ giảm chưa đến 1 triệu đồng, quá thấp so với mức giá chung của cả thế giới. Không rõ là BlackBerry lẫn TCL muốn gì khi áp dụng cái mức giá vô lý như vậy ở nước ta, định tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng fan hâm mộ dầu đen ít ỏi còn lại hay sao? Nhưng công bằng mà nói, đây vẫn là chiếc BlackBerry tốt nhất mà bạn có thể mua ở thời điểm hiện tại. Trên đây là tổng hợp của mình về 4 mẫu smartphone cao cấp có mức giá tụt như tụt quần. Các bạn đã sở hữu những cái mẫu smartphone này chưa? Hãy để lại ý kiến của mình ở phía phần bình luận. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.